Lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách tạo ra một cái con chatbot sử dụng chat fluent để giúp cho bạn có thể chăm sóc khách hàng tự động ở trên Facebook, đúng không ạ? Thì để ví dụ cho các bạn, thì tôi sẽ truy cập vào cái đường link là m.me/Đào Xuân Nhất. Đây, khi mà tôi truy cập vào cái đường link này thì tôi sẽ được dẫn đến cái con chatbot. Đây, tôi click vào bắt đầu. Đó. Thì tôi sẽ được dẫn tới cái con chatbot này. Thì ngay lập tức tôi sẽ được gửi những cái tin nhắn mà tôi thiết lập trước cho khách hàng. Đó, được không ạ? Đấy. Ví dụ tôi click vào nhận quà này thì ngay lập tức sẽ có một tin nhắn trả lời ngay cho khách hàng của tôi. Đó, thì làm thế nào để có thể tạo được cái con chatbot này thì xin mời các bạn đón xem cái video này. Ok, chúng ta bắt đầu. Thì bước đầu tiên để có thể tạo được con chatbot này thì các bạn cần phải có một cái nick Facebook, đúng không ạ? Chắc chắn là có một nick Facebook. Và tiếp đến, rồi các bạn cần phải chuẩn bị này, để tôi bật chữ to lên một chút, đúng không ạ? Ok, chuẩn bị nhé. Chuẩn bị. Đầu tiên là các bạn cần phải có một nick Facebook. Rồi, tiếp đến thứ hai là các bạn cần phải tạo một cái trang fanpage. Tạo fanpage. Rồi, bạn nào chưa biết tạo fanpage thì các bạn có thể search ở trên Google cái hướng dẫn tạo fanpage, đúng không ạ? Ở video này tôi chỉ hướng dẫn các bạn tạo chat fluent, tạo chatbot với chat fluent thôi. Đó. Còn đâu cách tạo fanpage thì video này tôi sẽ không nói tới, đúng không ạ? Rồi tiếp đến là các bạn cần phải có kịch bản chăm sóc khách hàng. Đó, thì các bạn cần phải chuẩn bị như cái này. Rồi, đây là cái link Facebook của tôi, đúng không ạ? Đây là cái link Facebook của tôi. Đó, đây là cái link Facebook của tôi. Và tôi đã tiến hành tạo trang, tạo fanpage rồi, đúng không ạ? Các bạn cần phải truy cập vào cái link Facebook của các bạn. Rồi, rồi bước tiếp theo này. Đó, đây là những cái thứ các bạn cần phải chuẩn bị trước khi chúng ta bắt đầu thiết lập. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành qua cái bước là thiết lập. Ok. Nào, bước đầu tiên thì các bạn cần phải đăng nhập vào Facebook. Rồi, được không ạ? Rồi, bước thứ hai. Thứ hai, các bạn sẽ truy cập vào cái đường link là chatfluent. Copy cái đường link này, bật trình duyệt lên, đúng không ạ? Tôi sẽ dán vào Enter. Đó. Nếu như các bạn chưa sử dụng chat fluent này nào thì nó sẽ có một cái nút là đăng nhập với Facebook, đúng không ạ? Thì các bạn click vào cái nút màu xanh xanh ở đây. Nói chung là nó có một cái nút để chúng ta đăng nhập vào cái chat fluent này với Facebook, đúng không ạ? Chúng ta click vào nút đấy thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái giao diện như thế này. Ở đây thì tôi có rất là nhiều trang đây, đúng không ạ? Rất là nhiều trang. Đó. Bước tiếp theo. Bước tiếp theo các bạn sẽ tiến hành click vào blank bot, tức là tạo một cái con chatbot mới tinh, đúng không ạ? Tạo chatbot mới tinh. Ở đây thì tôi sẽ tạo một cái trang sách hay, sách hay miễn phí, đúng không ạ? Rồi click done. Thì tôi sẽ có một cái con chatbot là sách hay miễn phí ở đây, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ connect, tức là kết nối cái con chatfluent này với một cái page. Ở đây thì tôi có một cái trang là sách hay miễn phí, thì tôi click vào connect to page, đúng không ạ? Đó, thì ngay lập tức cái con chatbot này sẽ được kết nối với cái fanpage là sách hay miễn phí của tôi. Đó. Rồi bước tiếp theo các bạn sẽ click vào Automate, đúng không ạ? Automate. Thì các bạn sẽ phải xóa nhé.
xóa những cái tin nhắn mà Chatfluent nó soạn mặc định đây. Rồi các bạn xóa đi, delete. Rồi cái tin nhắn trả lời tự động này các bạn cũng xóa đi, delete, đúng không ạ? Đó, như vậy là chúng ta đã xóa những cái tin mặc định đi rồi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái kịch bản đơn giản, đúng không ạ? Tạo một cái kịch bản chăm sóc khách hàng đơn giản khi khách hàng truy cập vào cái fanpage của chúng ta. Chúng ta sẽ gửi cái đường link này cho khách hàng. Khi mà các bạn khách hàng click vào cái link này thì ngay lập tức khách hàng sẽ được rơi vào cái chatbot của chúng ta và chúng ta có thể chăm sóc khách hàng tự động. Đây, tôi click bắt đầu. Đó, hiện tại thì chúng ta chưa thiết lập gì cả, đúng không ạ? Chưa thiết lập gì cả thì nó màu trắng này. Rồi tôi sẽ xóa đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập. Thì cái Welcome Messenger này các bạn sẽ click, giới thiệu cho các bạn một chút những cái chức năng này, đúng không ạ? Cái này là cái tin nhắn chữ viết thì nó có 640 ký tự rồi, đúng không ạ? Một cái ô text này thì nó có 640 ký tự. Đó, thì chúng ta có thể soạn cái tin nhắn ở đây, đúng không ạ? Tin nhắn. Đó. Cái thứ hai, cái typing này thì nó sẽ là cái giống như là đây, nó giống như là chúng ta đang soạn thảo văn bản vậy đó. Rồi cái này là hình ảnh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thêm hình ảnh vào đây. Cái này là giống như là một bộ sưu tập hình ảnh, đúng không ạ? Giống là thư viện, chúng ta có thể add được 3 cái. Đấy, giống là thư viện, đúng không ạ? Còn đây là những cái câu trả lời nhanh. À, câu trả lời nhanh, ví dụ như là đáp án 1 chẳng hạn. Đáp án 2, chúng ta có thể thêm rất là nhiều những cái câu trả lời nhanh ở đây, đúng không ạ? Còn cái này sẽ là cái dẫn chúng ta tới một cái blog bất kỳ, đúng không ạ? Dẫn tới cái blog bất kỳ. Đó. Thì trong quá trình làm thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Và ngoài ra thì nó còn video, audio, đúng không ạ? Hay là comment. Rồi những cái thiết lập nâng cao. Thì ở cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một con chatbot cơ bản thôi. Còn cái phần nâng cao, kết nối những cái tính năng với lại Google Sheet hoặc là những cái trạng thái khác thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái video sau nâng cao hơn, đúng không ạ? Rồi, đây là những cái cơ bản mà chúng ta cần phải nắm. Rồi, tôi nhắc lại nhé, text là cái phần văn bản chúng ta soạn thảo này. Cái phần này giống như cái phần chúng ta đang nó trạng thái, nó thể hiện trạng thái chúng ta đang soạn thảo. Cái phần này là hình ảnh, phần này thể hiện cái thư viện, đúng không ạ? Thư viện của chúng ta, bộ sưu tập ạ. Rồi cái này là video, cái này là file audio và cái này comment, câu trả lời nhanh, đúng không ạ? Đó. Là thuộc tính của người dùng thôi, vân vân. Rồi một số cái chức năng nâng cao thì tôi sẽ chia sẻ sau cho các bạn. Đó. Đây là những cái mà các bạn cần phải nắm. Rồi tôi sẽ xóa những cái này đi. Rồi ok, xóa hết đi. Tôi sẽ soạn thảo một cái kịch bản vô cùng đơn giản để cho các bạn nắm, được không ạ? Rồi ok, thì ở cái phần này Welcome Messenger này thì các bạn chỉ cần sử dụng cái này cho tôi nhé, cái Direct To, đúng không ạ? Direct To thì các bạn sẽ tạo cho tôi, ở đây là cái block, đúng không ạ? Block. Còn ở đây là cái chuỗi tin nhắn chúng ta gửi, hoặc là cái đây nó có phần group. Group thực ra là cái block này. Cái sequence là cái kịch bản mà chúng ta muốn gửi cho khách hàng của chúng ta. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 gì đó. Thì chúng ta sẽ tạo đây, ví dụ cái block này, block bắt đầu. Thì ở đây tôi sẽ tạo một cái block bắt đầu. Đây, tạo block bắt đầu. Các bạn có thể ghi trực tiếp ở đây hoặc là ở đây, đúng không ạ? Bắt đầu. Block này thì không được trùng lặp nha các bạn, không được trùng lặp. Rồi, bắt đầu, đúng không ạ? Thì ở cái block bắt đầu này tôi sẽ tiến hành. Các bạn tạm thời chưa để ý đến cái này nhé. Các bạn tạo một cái block bắt đầu cho tôi. Đó, đúng không ạ? Rồi, cái phần này là cái phần mà trạng thái chúng ta đang soạn thảo đây.
Rồi tiếp đến, chúng ta thêm một cái dòng text xin chào. Chào, ví dụ để thể hiện cái cá nhân hóa thì các bạn viết là first name đúng không ạ? First là tên, còn last name là họ. Rồi, last name đúng không ạ? Đó thì các bạn viết như này rồi. Xin chào, ví dụ tôi là Nhất Đào đúng không ạ? Xin chào Nhất Đào, chào mừng bạn đến với sách hay miễn phí. Rồi tiếp đến, chúng ta sẽ quay trở lại cái Welcome Messenger này. Rồi ở cái phần redirect to blog này thì các bạn click vào cái phần ô này đúng không ạ, click chuột vào và các bạn chọn cái blog bắt đầu này. Đó. Tại sao chúng ta cần phải làm như vậy? Bởi vì khi mà các bạn thiết lập trực tiếp trên cái Welcome Messenger này thì nó sẽ để lại những cái tin nhắn quảng cáo về cái chat VN này rất là khó chịu đúng không ạ, rất là khó chịu. Đó, thì các bạn thay vì các bạn thiết lập trên đây thì các bạn sẽ gửi cái bắt đầu này cho khách hàng đúng không ạ, các bạn sẽ gửi cái blog bắt đầu này cho khách hàng thì các bạn sẽ click vào link này. Đó, sẽ click vào phần link này, các bạn sẽ thiết lập cho tôi một cái link, ví dụ ở đây là Start đúng không ạ? Start và các bạn đặt. Đây, từ này trở đi các bạn sẽ gửi cái đường link này cho khách hàng. Còn nếu như khách hàng không may vô tình click vào đường link này thì nó cũng sẽ dẫn tới cái chuyên mục bắt đầu này. Ví dụ. Đây, tôi sẽ test cho các bạn luôn. Đây, tôi sẽ click vào bắt đầu. Thì nó sẽ dẫn tới cái chuyên mục bắt đầu này. Chúng ta sẽ được dẫn tới cái sẽ dẫn tới cái tin nhắn bắt đầu này. Đó, chào Nhất Đào, chào mừng bạn đến với sách miễn phí, bạn cần chúng tôi hỗ trợ gì thì bạn nhắn tin ngay nhé các bạn. Đó thì nó, nếu như khách hàng chúng ta vô tình click vào đường link này thì nó vẫn dẫn tới cái blog bắt đầu này. Tuy nhiên từ nay trở đi thì các bạn sẽ thiết lập mỗi một chiến dịch thì các bạn sẽ thiết lập một cái blog đúng không ạ, cái blog, một cái group này này, sẽ thiết lập một cái group. Đó. Rồi các bạn gửi cái đường link này cho khách hàng của chúng ta. Rồi ví dụ ở đây tôi sẽ có một cái group là tặng quà đi. Tặng quà. Đó. Miễn phí. Rồi. Tôi sẽ tạo một cái blog này. Rồi các bạn lưu ý nhé. Tôi nhắc lại là chúng ta không thiết lập trực tiếp lên đây bởi vì nó sẽ có những cái tin nhắn mặc định của Chatfluen quảng cáo về cái ứng dụng này, nó rất là khó chịu. Thì chúng ta sẽ dẫn tới nó cái dẫn cái đây, khi mà khách hàng click vào đường link này thì sẽ được dẫn đến cái blog là bắt đầu. Và từ nay trở đi chúng ta sẽ thiết lập những cái đường link như thế này. Ví dụ cái chiến dịch tặng quà miễn phí này thì chúng ta sẽ tạo được một cái đường link là tặng quà miễn phí đúng không ạ? Và bắt đầu này thì chúng ta sẽ gửi trực tiếp cái đường link này cho khách hàng của chúng ta. Có thể là chúng ta sẽ rút gọn link bằng cái website là bit.ly cũng được đúng không ạ? Gửi cái đường link này cho khách hàng của chúng ta. Đó, các bạn lưu ý như vậy. Và cái phần tặng quà miễn phí này chúng ta cũng tạo một cái blog đúng không ạ? Blog này thì chúng ta có thể ghi là blog xin chào. Ok, blog xin chào đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đây là tôi sẽ hướng dẫn bạn
tạo một cái chiến dịch nhé, tạo một cái chiến dịch cơ bản để các bạn tặng quà cho khách hàng của mình. Đây các bạn, tùy vào cái số giây mà các bạn muốn thôi. Đây tôi đặt khoảng 3 giây các bạn. Rồi, chào. Rồi để cá nhân hóa thì các bạn lưu ý này là first name các bạn, first name. Thường thì chúng ta tạo first name, last name để cho nó trang trọng một chút đúng không ạ? Đấy, các bạn lưu ý nó hiển thị như vậy thì các bạn cách ra và các bạn sử dụng cái phím mũi tên các bạn quay trở lại đúng không? Chào như là chào mừng sẽ tiến hành click vào đây để thêm một cái nút là tôi muốn không ạ. Ở đây nó chỉ cho chúng ta khoảng 20 ký tự thôi, cho chúng ta đúng chính xác là 20 ký tự đúng không ạ? Tôi muốn này. Rồi các bạn cứ để đây đã, tôi thêm một nút nữa là tôi không muốn đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tạo thêm một cái block là tôi muốn nữa. Thêm một cái block là tôi không muốn đúng không ạ? Rồi ở cái block chúng ta quay trở lại cái block xin chào này, chúng ta sẽ click vào tôi muốn và chúng ta sẽ thêm cái block tôi muốn vào để nó dẫn tới block tôi muốn đúng không ạ? Rồi tiếp đến cái tôi không muốn này các bạn cũng làm tương tự đúng không ạ? Dẫn tới block tôi không muốn đúng không ạ? Ở lúc tôi không muốn này tôi sẽ làm trước à, ví dụ các bạn sẽ cảm ơn bạn chúng tôi sẽ gửi cho bạn những món quà tuyệt vời khác sau nhé, chúc bạn thành công. Rồi các bạn, chúng ta sẽ biết này, cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những món quà tuyệt vời khác sau nhé, chúc bạn thành công. Gặp lại bạn ở những tin nhắn sau. Rồi, ok. Rồi chúng ta quay trở lại cái blog tôi muốn này. Rồi các bạn còn nhớ không ạ? Này, chào như nào, chào mừng bạn đến với chương trình tặng quà miễn phí của xe miễn phí, sao hay miễn phí. Nếu bạn muốn nhận quà thì bạn nhấn vào nút tôi muốn, còn nếu bạn không muốn nhận thì bạn nhấn vào nút tôi không muốn nhé. Rồi khi khách hàng click vào cái block là tôi muốn này, cái nút tôi muốn này thì sẽ dẫn tới cái block này.
thì chúng ta sẽ tạo ra chúc mừng bạn. Rồi, tiếp tục gọi tên cho nó thân thiện không ạ? Cho nó mang tính kết nối, mang tính cá nhân hóa. Rồi, tiếp tục là first name. Ok. Last name đúng không ạ? Rồi, ok. Quay trở lại. Chúc mừng bạn thế nào? Bạn đã nhận được kho ebook miễn phí từ sách hay miễn phí rồi. Bạn click nhấn vào ta sẽ thêm một nút là nhận ngay. Rồi đúng không ạ? Rồi, ở cái nút nhận ngay này thì chúng ta sẽ thêm một cái URL để khách hàng click vào và tải về. Ví dụ ở đây tôi sẽ có một cái kho ebook đúng không ạ? Có một cái kho ebook. Thì tôi sẽ click vào driver. Đây, sách hay miễn phí. Đây, tôi có một kho sách ebook ở đây rất là nhiều, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tiến hành. Đây, tôi sẽ lựa chọn cái này đi. Để con làm giàu đây. Rồi, sách hay miễn phí một tuần. Tôi sẽ rất có rất nhiều cái kho sách ở đây thì các bạn sẽ tạo một cái tài khoản thôi, tài khoản Gmail và các bạn vào cái chuyên mục driver và các bạn sẽ tải những cái cuốn sách của bạn lên đây đúng không ạ? Các bạn tạo một cái thư mục và tải những cái cuốn sách ebook của bạn lên đây. Rồi tôi sẽ quay trở lại nhé, quay trở lại đây, sách hay miễn phí đây đúng không ạ? Tôi sẽ lấy cái đường link, lấy đường dẫn mình có thể chia sẻ được này. Rồi tôi cài đặt chia sẻ, nâng cao. Rồi thay đổi cái quyền là tất cả mọi người khi mà có cái liên kết này đều có thể truy cập và tải được cái bộ sách này về. Rồi tôi ấn lưu. Rồi, đang lưu rồi, đã xong đâu ạ. Rồi đấy, sẽ rất nhiều sách ở đây đúng không ạ? Rồi, tôi bắt đầu quay trở lại, tôi lấy cái đường link này và copy. Rồi tôi quay trở lại chat friend đúng không ạ? Quay trở lại chat friend và tôi dán cái đường link vào đây. Rồi lát nữa tôi sẽ test cho các bạn nhận ngay. Rồi, ok. Chúc mừng bạn, như nào bạn đã nhận được kho ebook miễn phí, thư sách miễn phí. Bạn nhấn vào nút nhận ngay để nhận quà tặng nhé. Khi mà khách hàng nhận bấm click vào nhận ngay thì sẽ dẫn tới cái file này để khách hàng download đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời và nó hoàn toàn tự động đúng không ạ? Rồi ok, từ hôm nay thỉnh thoảng thỉnh thoảng chúng tôi cách mà chúng ta có thể tạo gây dựng được mối quan hệ với khách hàng rất là tuyệt vời và làm cho khách hàng tin tưởng chúng ta và từ đó khách hàng sẽ yêu thích chúng ta
tin tưởng chúng ta và khách hàng có thể mua được những cái sản phẩm của chúng ta, giới thiệu sau này cho khách hàng, đúng không ạ? Và đây là một cái kênh mà nó sẽ tạo được một quan hệ rất là tốt, và các bạn nên sử dụng cái kênh này để tạo một quan hệ với khách hàng. Rồi, từ hôm nay thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gửi tặng bạn những món quà thú vị và tuyệt vời khác, bạn chờ đó nhé. Chúc bạn thành công. Đó, thì lâu lâu chúng ta sẽ gửi tặng cho khách hàng của chúng ta những cái món quà tuyệt vời, những cuốn ebook, những cái video mà chúng ta quay được, hoặc là những cái hình ảnh, những câu chúc tuyệt vời đến khách hàng của chúng ta, và chúng ta tạo mối quan hệ rất là tuyệt vời để cái mối quan hệ này càng ngày càng khăng khít, đúng không ạ? Khách hàng sẽ yêu mến chúng ta, yêu thích chúng ta, tin tưởng chúng ta, và khi chúng ta giới thiệu một cái sản phẩm nào đó cho khách hàng của chúng ta, giải quyết được vấn đề của họ thì họ sẽ mua, đúng không ạ? Đó, và như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái kịch bản đơn giản nhất để các bạn có thể tạo được cái mối quan hệ cho khách hàng. Đó, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ test thử nhé. Chúng ta sẽ test thử. Thì chúng ta quay trở lại cái blog xin chào này. Rồi chúng ta sẽ tạo lại một cái đường link, đúng không ạ? Đường link này là quà tặng. Rồi, chúng ta sẽ thiết lập cái đường link là quà tặng. Quà tặng miễn phí. Đúng không ạ? Quà tặng miễn phí. Rồi, tôi đã ấn đặt. Đó, chúng ta sẽ thiết lập những, chúng ta có thể thiết lập được rất là nhiều cái chiến dịch khác nhau nha các bạn. Và cái chatbot này sử dụng miễn phí thì nó sẽ cho chúng ta chứa được 5.000 data, đúng không ạ? 5.000 data mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn có nhiều data hơn thì chúng ta phải mua. Đây, chúng ta sẽ có thể tạo được rất là nhiều chiến dịch. Đó, chúng ta click vào group này, new group này thì chúng ta tạo chiến dịch khác. Đó. Rồi, ví dụ như chúng ta muốn đổi cái blog này chẳng hạn, tên là quà tặng miễn phí, thì chúng ta đổi thôi, quà tặng miễn phí. Cái này thì khách hàng không nhìn thấy, đúng không ạ? Khách hàng không nhìn thấy, khách hàng chỉ nhìn thấy những cái tin nhắn này của chúng ta mà thôi. Rồi các bạn sẽ gửi cái đường link này, copy và gửi cái đường link này cho khách hàng. Tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng bit.ly để chúng ta rút gọn, đúng không ạ? Đây, rồi khi mà đây tôi sẽ test cho các bạn. Khi mà khách hàng click vào đường link thì sẽ được dẫn tới chatbot của chúng ta. Đó, tôi sẽ test. Đây đúng không ạ? Chào mừng Nhất Đào, chào mừng bạn đến với chương trình tặng quà miễn phí của Sai Hay miễn phí. Nếu bạn muốn nhận quà thì bạn nhấn vào nút tôi muốn. Còn nếu bạn không muốn nhận thì bạn nhấn vào nút tôi không muốn. Ví dụ nhấn vào tôi không muốn thì chúng ta vẫn gửi tin nhắn cho khách hàng. Đó, hoàn toàn tự động. Bởi vì khách hàng có thể không thích cái món quà này. Cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những món quà tuyệt vời khác sau nhé. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn ở những tin nhắn sau. Và nếu khách hàng nhấn tôi muốn thì sao? Đó, thì chúng ta sẽ gửi một cái tin nhắn cho khách hàng. Đây, chúc mừng bạn Nhất Hào, bạn đã nhận được kho ebook miễn phí, thư sách hay miễn phí. Bạn nhấn vào nhận ngay để nhận quà tặng nhé. Rồi click nhận ngay. Thì khách hàng có thể click vào và tải về, tải xuống, rất là tuyệt vời. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm một số cái tin nhắn khác nữa. Thêm hình ảnh vân vân thì các bạn nhớ luyện tập thêm, đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể thêm một số hình ảnh chẳng hạn. Đây, ví dụ tôi sẽ thêm một số cái hình là cuốn sách, đúng không ạ? Đây, ví dụ sẽ thêm một cái hình
Đây đi ạ, ví dụ thôi ạ. Đây, ví dụ tôi sẽ thêm cái hình này. Đúng không ạ? Đó, nó sẽ xuất hiện cái hình này. Rồi, ok. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ thêm một số cái menu cho cái con chatbot của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có thể thêm menu. Ví dụ nhé, ví dụ ở đây là cái các bạn có một cái blog cá nhân chẳng hạn. Thì ở đây tôi sẽ có một cái blog cá nhân là sách hay miễn phí.net. Không, website đi. Đúng rồi, website. Website thì đúng rồi. Rồi, sách hay miễn phí.net. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta thêm cái tiền tố vào. Sai vì phía này thêm một cái menu nữa, kênh YouTube. Ví dụ các bạn có kênh YouTube thì các bạn cũng có thể thêm cái đường link vào đây, các bạn ví dụ thôi. À, thì các bạn có thể thêm những cái menu thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đây, tôi sẽ tải lại. Nó sẽ xuất hiện cái menu ở đây đúng không ạ? Website này. Click vào, nó sẽ dẫn tới cái website của chúng ta. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đó, đúng không ạ? Ok. Đây là cách mà chúng ta sẽ thêm cái menu cho cái con chatbot này, menu. Đúng không ạ? Chúng ta phải thêm link thì nó mới xuất hiện ở đây nhá. Còn không có link thì nó sẽ không xuất hiện đâu. Đây, chúng ta có thể xem được cái danh sách khách hàng của chúng ta, số người đây, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ quay trở lại này, quay trở lại. Rồi ví dụ như cái trang này nó có 5.000 người đây, à, đã có một người vô chatbot rồi, còn 4.999 người nữa. Đó, ví dụ chúng ta vượt qua số này thì chúng ta phải mua, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta có 5.000 người để chăm sóc thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền rồi. Đó, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo một cái con chatbot với Chatfluent thành công rồi. Và các bạn nhớ luyện tập thường xuyên và có thể tạo ra được những cái kịch bản tuyệt vời để chăm sóc khách hàng của chúng ta. Và các bạn thấy cái video này hay, giá trị thì các bạn hãy giúp tôi like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và hãy giúp tôi đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những cái video giá trị khác từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Chúc bạn thành công.